Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Du khách Đài Loan mắc kẹt tại Việt Nam, lỗi do đâu? Ngày 12 tháng 2, VOA tiếng Việt loan tin hàng trăm du khách Đài Loan mắc kẹt tại Việt Nam vì công ty du lịch đòi thêm tiền. VOA cho hay, Forecast Taiwan dẫn lời các quan chức của Tổng cục Du lịch nước này cho biết hôm 12 tháng 2, gần 300 du khách Đài Loan đã bị mắc kẹt tại Việt Nam suốt mấy ngày qua và đang được tiến hành đàm phán để đảm bảo cho những du khách này được hồi hương sớm nhất. Cơ quan này cũng xác nhận các thành viên trong nhiều nhóm du khách Đài Loan đều đặt các gói du lịch với công ty We Love Tour có trụ sở tại Đài Bắc. Hình ảnh bản tin trên VOA. Theo VOA, thông tin về những rắc rối của nhóm du khách Đài Loan bắt đầu xuất hiện vào ngày 10 tháng 2 sau khi một du khách Đài Loan lên mạng xã hội để phàn nàn về cách họ bị đối xử ở Việt Nam. Theo du khách này, nhóm của họ đã rời Đài Loan vào ngày thứ Bảy, 10 tháng 2 là ngày Tết Nguyên Đán và đến đảo Phú Quốc, Việt Nam trong chuyến du lịch kéo dài 5 ngày. VOA cũng cho hay, khi đến Phú Quốc, đoàn được công ty du lịch quốc tế Winner của Việt Nam tiếp nhận và thông báo mỗi cá nhân sẽ phải trả thêm 720 USD để tiếp tục hành trình. Những người không thanh toán được sẽ phải tự mình tiếp tục chuyến đi hoặc quay trở lại Đài Loan. Các du khách Đài Loan cũng đăng trên trang Facebook của họ một tuyên bố bằng văn bản từ Winner giải thích rằng vì đối tác Đài Loan không chuyển đủ tiền cho phía Việt Nam nên công ty Việt Nam phải thu thêm tiền của du khách. VOA dẫn tuyên bố của công ty Winner cho rằng các công ty Đài Loan hứa sẽ chuyển toàn bộ chi phí đi lại và thanh toán của đoàn Đài Loan trước khi bắt đầu chuyến tham quan, nhưng công ty Việt Nam chỉ nhận được chưa đến 10%. Hình ảnh đại diện công ty Việt Nam nói chuyện với du khách Đài Loan và yêu cầu họ thanh toán thêm. Winner cũng khẳng định công ty du lịch Đài Loan đã không chuyển đủ tiền cho phía Việt Nam kể từ tháng 1. VOA dẫn Tổng cục Du lịch Đài Loan hôm 12 tháng 2 cho biết hơn 100 trong số 292 du khách trên đã trả thêm khoản tiền mà Winner yêu cầu để tiếp tục chuyến đi của họ. Tuy nhiên, vì We Love Tour vẫn chưa thanh toán cho chuyến bay thuê bao đã đặt với Bamboo Airways của Việt Nam, nên mức độ tranh chấp tài chính của công ty với các đối tác Việt Nam có thể chưa rõ ràng cho đến thứ Bảy ngày 13 tháng 2. Cơ quan của Đài Loan cho biết, theo tìm hiểu của Tổng cục Du lịch Đài Loan và We Love Tour có tranh chấp tài chính với một số công ty lữ hành tại Việt Nam. Cơ quan này cho biết sẽ tiến hành điều tra sâu hơn để xác định xem We Love Tour có vi phạm quy định quản lý với các cơ quan du lịch hay không. Ngoài ra, họ sẽ tiếp tục làm việc với Hiệp hội Đảm bảo Chất lượng Du lịch để đàm phán với phía Việt Nam để đảm bảo cho các khách du lịch Đài Loan được hồi hương an toàn. Hình ảnh du lịch Việt Nam ảm đạm suốt 2 năm qua. VOA tiếp tục dẫn Forecast Taiwan. Theo đó, cuối ngày 12 tháng 2, We Love Tour đã đưa ra một thông cáo báo chí bác bỏ những tuyên bố của Winner và cho biết hai công ty trước đó đã đi đến thỏa thuận rằng mọi khoản thanh toán sẽ được thanh toán trước ngày 26 tháng 2. Công ty Đài Loan lập luận rằng Winner đã hủy bỏ thỏa thuận và yêu cầu thanh toán đầy đủ sau khi một du khách phàn nàn về bữa ăn khi đến Việt Nam. Công ty Đài Loan kêu gọi khách du lịch kiềm chế để không bị công ty Việt Nam bắt làm con tin về tài chính và hứa sẽ bù đắp cho họ mọi tổn thất mà khách hàng của họ phải gánh chịu. VOA cho biết thêm, Đài Loan và Việt Nam đã đặt mục tiêu thu hút 2 triệu du khách giữa hai nước trong năm 2024 trong một thỏa thuận được ký vào tháng 11 năm 2023 theo Tổng cục Du lịch Đài Loan. Du lịch Việt Nam, đặc biệt là Phú Quốc, đã ế ẩm suốt 2 năm qua. Từ sau dịch COVID-19, do nhiều nguyên nhân khác nhau, sự kiện du khách Đài Loan bị mắc kẹt lần này sẽ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Lỗi do đâu? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Du khách Đài Loan mắc kẹt tại Việt Nam. Lỗi do đâu? Vấn nạn bán chợ truyền thống. Ngày 9 tháng 2, báo Tiếng Dân đăng bài Cướp chợ kỳ 1 của tác giả nhà giáo Thái Hạo. Bài viết ngắn này kèm theo một video clip tác giả tự quay tại chợ xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, sáng 30 Tết. Trong video, một người đàn ông thu tiền chợ này đi dọc theo các gian hàng, tay giật tiền, miệng chửi bới đe dọa, liên tục là những cái chỉ tay và tiếng cút, cút. Không ai dám hó hé nói lại, chỉ phân trần và xin. Ngày 10 tháng 2, báo Tiếng Dân đăng tiếp kỳ 2 với tựa đề Cướp chợ và câu hỏi chợ của ai, cùng mấy vấn đề gửi đến chính quyền các cấp. Tác giả dẫn lời tiểu thương chợ Trường Sơn cho biết, người đàn ông hung hăng chửi bới và cướp tiền của tiểu thương là ông Long, chủ chợ. Hình ảnh hai bài trên báo Tiếng Dân.
Để được bán cá ở chợ này, cách đây khoảng hơn một tháng, các tiểu thương đã phải nộp tiền chỗ ngồi 2 triệu đồng. Nhưng vì ông Long xếp cho chỗ ngồi mãi trên góc xa, không có khách mua, nên ngày 30 Tết họ phải mon men xuống chỗ tốt hơn để ngồi, mong bán được chút hàng. Ông Long không cho và nói nếu muốn ngồi đây thì phải đóng thêm 1 triệu nữa. Họ cũng cho biết dù đã đóng tiền chỗ ngồi, nhưng mỗi ngày đi chợ thì vẫn phải trả tiền quét, tức là phí chợ. Ngày thường là 20 đến 30 nghìn, ngày Tết là 100 nghìn. Tác giả cho biết, gian hàng của mấy người bán cá này chỉ thấy leo tèo, mấy mẹt ngao, mực và ít cá, tổng tiền hàng không biết có nổi 1 triệu đồng không. Tác giả đặt câu hỏi với chính quyền xã Trường Sơn và huyện Nông Cống như sau. Thứ nhất, chợ này là của ai? Chợ nhà nước, tức là của dân, hay chợ của ông Long? Thứ hai, ông Long là người đã mua đứt chợ Trường Sơn hay là người trúng thầu thu phí chợ? Nếu là người thu phí chợ, vậy căn cứ vào quy định nào để ông ta thu tiền như cướp bóc giữa chợ mà không phiếu, không hóa đơn, không có niêm yết mức phí tại điểm thu tiền? Ông Long, người được gọi là chủ chợ Trường Sơn, hình cắt ra từ clip. Thứ ba, chính quyền xã Trường Sơn và huyện Nông Cống có biết tình trạng thu phí như trấn lột đã diễn ra nhiều năm nay tại chợ Trường Sơn hay không? Nếu không biết, thì các vị có xứng đáng làm cán bộ để quản lý xã hội nữa hay không? Thứ tư, để cho hành vi thu tiền trái với quy định của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành diễn ra tại chợ Trường Sơn mang tính chất côn đồ, trấn lột như đã thấy trong các clip, thì chính quyền xã và huyện này phải chịu trách nhiệm như thế nào? Đồng thời, tác giả cũng gửi đến chính quyền tỉnh Thanh Hóa mấy vấn đề sau. Tác giả được biết chợ Trường Sơn trước đây tên là chợ Nồn, đã có lịch sử cả trăm năm, nhưng chỉ trong vòng hơn 10 năm nay thì bị chuyển vị trí hai lần. Chợ không chỉ là một địa điểm buôn bán mà còn là một không gian văn hóa đặc trưng của làng Việt. Tại sao lại có việc chuyển chợ liên tục như thế? Theo tác giả, chính quyền Thanh Hóa cần điều tra tất cả các vấn đề có liên quan đến việc soàn soạt di chuyển chợ Trường Sơn để làm sáng tỏ động cơ, mục đích và các vấn đề pháp lý khác. Một tiểu thương chợ Trường Sơn, hình cắt ra từ clip. Tác giả lưu ý rằng người dân địa phương mới là chủ thể của chợ, hiểu theo cả nghĩa vật chất lẫn kiến tạo văn hóa. Do vậy, không thể tùy tiện giao chợ cho tay tư nhân nào theo kiểu đấu thầu 50 năm, rồi mặc cho người này thao túng, tróc nã tiền người dân và hủy hoại các giá trị nhiều mặt về cả phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa, như cái cách mà chính quyền xã Trường Sơn đang làm, và phó mặc cho người đàn ông tên Long kia công khai trấn lột người dân. Theo tác giả, chính quyền cần phải có nghiên cứu và thái độ ứng xử phù hợp với các chợ truyền thống, đặc biệt là chợ quê, để cho đảm bảo chủ thể của người dân đối với chợ và không để chợ trở thành công cụ cho các nhóm lợi ích, thì cần trao chợ lại cho người dân quản lý, bảo vệ, giữ gìn dưới sự giám sát của chính quyền. Tác giả nhận định chợ Trường Sơn có thể là một điển hình đại diện cho tình trạng chung của các chợ truyền thống ở khắp các huyện, xã. Vì vậy, chính quyền cần phải có một cuộc rà soát và chấn chỉnh đồng bộ, không thể tiếp tục thả nổi cho các địa phương tự ý bán chợ. Tác giả tiếp tục lưu ý, ban quản lý chợ phải có bảng phí niêm yết theo mức quy định và phải có phiếu thu khi thu tiền tiểu thương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vấn nạn bán chợ truyền thống. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.